bạn gái mà anh Khanh đòi cưới là em của Vi đó. Phải, chính là Thủy. Mình gặp nhau một chút đi. Tôi đang bận, không rảnh để nói chuyện. Chỉ một chút thôi mà. Đã nói là đang bận. Cái gì? Em của Vi hả? Thiệt em nghẹn cả cổ tưởng đâu chết rồi chứ. Chuyện hai người đó lấy nhau, anh nghe có được không? Anh Khanh nghĩ sao mà lại làm như vậy chứ? Hèn chi, mấy bữa anh gặp anh thấy quen quen. Anh thấy hai người đó rồi hả? Anh thấy rồi, anh gặp cách đây mấy bữa ở trước cổng công ty mình nè. Sao lúc đó anh không nói với em? Thiệt tình không hiểu nổi anh Khanh này nữa. Dạ, em nghe nè. Anh đây, tối nay anh sẽ đến nhà em để chào ba mẹ, cho nên em cứ nói với ba mẹ trước nha. Hôm nay hả? Anh tới chào ba mẹ em đột ngột vậy, em biết tính sao vậy? Anh phải cho ba mẹ em thời gian chuẩn bị chứ. Càng để lâu thì chuyện tụi mình sẽ càng bất lợi, cho nên em cứ việc nói với ba mẹ trước đi. Tự nhiên tới bất ngờ vậy, biết tính sao đây? Từ giờ chắc Vi không thể ở chung một không gian với hai người được nữa rồi. Cả Phương, Khanh, hai người không có lỗi. Tất cả đều do lỗi của con người ấy. Con người đã gây ra mọi chuyện trái khoái cho mấy đứa tụi mình. Phi cũng không ngờ Thủy cũng bị lôi vô dính vào chuyện này. Hôm nay người mà con sẽ lấy làm chồng tới để chào ba mẹ đó. Người tối nay đó? Dạ, bởi vậy cho nên con mới báo để ba chuẩn bị đó. Vậy là đứa hôm nay mới biết mặt chàng rể tương lai của con cái út nhà này à? Ủa mà ngồi vậy đâu có được ta. Ba tính đi đâu vậy? Ba phải ra chợ để báo tin này cho má con rồi còn chuẩn bị nữa chứ. Đây ba, đây ba. Còn Thủy nó nói tối nay nó dắt chồng tương lai của nó về đó. Ra bà về bà lo chuẩn bị đi. Có gì đâu chuẩn bị. Mình có sao thì cứ sống vậy. Ta thấy vậy là được rồi, chuẩn bị gì. Nói gì mà nghe được. À chào chị, bữa nay thịt tươi ngon lắm, mua đi chị. Lấy miếng nào chị? Cái gì vậy? Sách hướng dẫn học vi tính. Tôi nghĩ Hiền học lâu rồi sợ quên nên mua đại một cuốn. Tôi biết là Hiền làm được hết đấy, nhưng mà nên tham khảo qua để làm bằng theo kinh doanh cho năm hai.
Khỏi cần bán thứ này tôi cũng làm được mà. Hiền làm được hết mà. Bởi vậy tôi mới dùng từ tham khảo chứ bộ. Cũng được. Nhưng mà tôi chỉ tham khảo thôi đó nha. Ừ thì tham khảo. Mua sắm tại nhà hả? Nếu như mình in catalog rồi gửi đi thì chỉ may áo dài không, chắc không đủ phong phú quá. À, hay là nhân dịp này mình cụ thể quá luôn những ý tưởng thời trang mà lâu nay mình nghĩ trong đầu ta. Đúng rồi, nhân cơ hội này mình sẽ mở rộng lĩnh vực thời trang luôn. Em làm gì mà lầm bầm mình vậy? Anh tới hồi nào vậy? Anh mới tới. Nghĩ gì mà anh mở cửa vô cũng không biết. Anh ngồi xuống đi. Nè, anh đã lập xong kế hoạch công ty giao nhận bằng xe máy chưa? Anh cũng đang suy nghĩ. Nhưng mà anh thấy nó không có dễ như là anh tưởng. Em biết thế nào cũng như vậy, cho nên em mới lập xong kế hoạch kinh doanh cho cả anh luôn rồi. Thiệt hả? Em đang lập kế hoạch home shopping, có nghĩa là mua sắm tại nhà. Công việc này đằng nào cũng phải liên kết với công ty giao nhận. Bởi vậy, nếu như em làm mua sắm tại nhà thì công ty giao nhận bằng xe máy của anh đương nhiên sẽ hoạt động thôi. Home shopping, mua sắm tại nhà, nhưng mà nghĩa là sao? Cái này có nghĩa là công nhận mình chỉ được cái khéo lấy vợ thôi. Sao người ta, sao vợ mình lại có thể nghĩ ra những cái ý tưởng dễ thương dễ sợ vậy? Từ bây giờ Sanali sẽ kiếm tiền bằng cách bán quần áo may sẵn tại nhà, còn mình sẽ kiếm tiền bằng cách giao nhận hàng mà sẽ gắn máy. Ông coi chiếc xe đi. Ủa sao vậy? Có chỗ nào không ngon? Không ngon nó làm cái gì? Cái này xe Honda gì đâu hả? Mỗi lần hả lên cầu á kêu rọc rọc rọc, tôi phải lấy hai cái chân tôi bươi nó mới chạy lên. Xe gì chạy thu xe đạp nữa. Ông bán cho tôi xe máy dởm rồi. Anh nói gì kỳ vậy? Nè, tôi đã giúp anh mua xe tốt giá rẻ, rồi bây giờ lại dở giọng vậy. Có khi nào anh chạy anh phá xe quá không? Phá cái gì mà phá? À, hay là ông với cái ông bán xe, hai người cấu kết với nhau bán xe dởm cho tôi phải không? Mới nói gì đó? Ê, mày dám nắm cổ tao hả? Tao nắm cổ mày nè. Mày chưa bao giờ có anh hai hả? Muốn được người ta coi là anh hai thì phải xử sự như anh hai kìa. Ê, bình tĩnh làm gì đấy? Hả? Buông ra. Buông ra. Bình tĩnh đi. Ôi kìa, bây giờ á, mày đem cái xe cổ lỗ xỉ mày quăng thùng rác, xong mày trả tiền lại cho tao. Ông biến xe bình thường thành xe cổ rồi còn nói nữa hả? Tôi nói bình tĩnh cơ mà, hai ông này. Người thứ ba, biến. Rồi, từ từ, cẩn thận. Chuyện gì vậy? Tôi đang nói chuyện với ông phó bếp ở tiệm phở. Tự nhiên ổng ở đâu cũng xen vô, tôi xô nhẹ ổng. Trời ơi, hình như ổng bị quẹo xương sống rồi. Vậy mà nhẹ à? Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Sáng mai tôi phải đi giao trái cây sớm, mà lưng đau tớn thế này làm sao bây giờ trời. Nè, cô biết là cái xương sống nó quan trọng với người đàn ông như thế nào hay không? Mà lại làm ra nông nổi như vậy hả? Lỡ mà xảy ra chuyện gì á, ông có chịu trách nhiệm hay không? Chịu trách nhiệm hay không hả? Anh mua trái cây gì? Mua trái cây gì hả anh? Alo, phòng kế hoạch dự án nghe đây. Alo.
tối nay con có bận hay có hẹn gì với ai không? Dạ, tối nay con cũng không có hẹn gì đặc biệt thưa bác. Vậy tối nay có khách bàn việc quan trọng, con đi luôn nha. Thực ra bác cũng tính đi với cả thằng Khanh nữa, nhưng hôm nay nó có việc, chắc bác chỉ đi với con thôi. Dạ, con biết rồi thưa bác. Dạ, con chào bác. Khách công việc quan trọng mà. Anh đi về hả? Ừ. Đợi em tí nha, em mang bộ đồ này cho Mai rồi quay lại. Hai anh em mình nói chuyện một chút nha. Sao hôm nay làm cái gì ai cũng muốn nói chuyện với anh vậy? Làm sao bây giờ? Bây giờ em phải tới nhà Thủy để chào ba má cổ, cho nên không có rảnh. Và anh cũng biết em muốn nói chuyện gì rồi, để lần sau nha. Mà không nói càng tốt. Anh nói tới nhà đó chào hỏi hả? Ừ. À, tới nhà người yêu phải mua cái gì đó thì ba mẹ người ta mới thích hả? Anh Hai, anh khùng rồi hả? Thôi trễ rồi, anh đi đây. Anh Hai, anh đừng có tới đó. Anh mà tới đó chào hỏi là lớn chuyện đó. Anh đã nói rồi phải không? Dù có chuyện gì anh cũng sẽ lấy Thủy. Phải chi mà con không kẹt ngoài tiệm á, thì con cũng về nhà coi mặt chồng tương lai của nhỏ Thủy rồi. Coi làm gì, không coi cũng rõ rồi. Không có đâu mẹ, lúc trước con có nhìn thoáng qua, thấy cũng được lắm đó. Nhìn coi bộ có tiền nữa. Đâu phải là chỉ có tiền nè, ta cần là cần người tử tế kìa. Nhưng mà dù gì á, có cũng còn đỡ hơn là không mà mẹ. Thôi, coi tiệm giùm mẹ nha. Dạ. Để cái thằng cha đó đau đớn mình ở đó đó, mình cũng thấy áy náy quá. Nhưng mà mắc gì mình phải lo cho thằng cha chứ. Anh tới rồi hả? Ba mẹ về chưa? Dạ, ba mẹ mới về được một chút. Nhưng mà ba mẹ sẽ bất ngờ khi gặp anh lắm đó. Tại vì em chưa có nói cái gì về anh cho ba mẹ nghe hết á. Em giỏi lắm. Chắc là không có chuyện ba mẹ phản đối đám cưới tụi mình đâu ha? Không bao giờ có chuyện đó đâu, anh đừng có lo. Nhưng mà anh không có run hả? Tại vì lúc tới chào ba mẹ anh á, em run quá trời luôn á. Tới rồi. Dạ thưa ba mẹ, đây là anh Khanh. Con chào hai bác. Ai vậy? Phải con trai ông giám đốc trung tâm thương mại không? Dạ thưa ba mẹ, người mà con sẽ lấy làm chồng là anh Khanh. Dạ, chắc là hai bác bất ngờ lắm phải không ạ? Như vậy là sao? Hai đứa làm sao gặp nhau rồi bây giờ đòi cưới nhau vậy? Dạ, tại tụi con có duyên cho nên mới gặp được nhau. Con cũng đoán là ba mẹ sẽ bất ngờ lắm, nhưng mà không nghĩ là ba mẹ bất ngờ đến mức đó đâu. Ông bà bển có biết là cái chuyện hai đứa đòi cưới nhau không? Dạ thưa ba mẹ, con đã qua bên đó để chào hai bác rồi. Dạ, hai bác đừng lo về chuyện của ba mẹ con. Chỉ cần hai bác đồng ý, con và Thủy sẽ cưới nhau. Ai cho tụi mày cưới? Không được cưới. Trai con Cường là thành con rể của tao. Không được.
bao giờ được. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên chứ, ông làm gì mà ông cư xử cho xấu mặt vậy? Mà cái đứa dậy đi, không đời nào tôi cho tụi nó cưới. Đó, tụi nó nghe bây giờ đó. Nghe thì sao? Tôi không bao giờ cho nó lấy con Thủy. Anh nói là tụi nó nghe bây giờ. Bà kêu nó đi khỏi nhà tôi lẻ lên. Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Thôi, chắc là hôm nay ba không được vui. Dạ, con xin phép về. Ba em vốn không phải là người như vậy đâu. Anh, cho em xin lỗi nha. Ngay cả ba mẹ em cũng phản đối, chắc là chuyện này khó khăn à. Anh yên tâm đi, ba em á chỉ cần một lời em nói thôi là ba chết đứng liền à. Thôi anh đi đây. Ba, anh Khanh còn thiếu sót gì mà ba lại làm như vậy chứ ba? Người ta đã chịu cưới như vậy rồi, lẽ ra mình phải quỳ xuống lại cảm ơn người ta. Lý do gì mà ba phải làm như vậy? Không lý do gì cả, con đừng có hỏi. Giữa con và thằng đó tuyệt đối không được cưới. Nếu như con nói có chết con cũng cưới thì sao? Thì bị giết ba, bị đi rồi bị cưới. Nhưng ít ra ba cũng phải cho con biết lý do gì, rồi con mới hiểu mà bỏ qua chuyện này được chứ ba. Không có lý do gì cả, ba nói không được cưới là không được cưới hả? Bất cứ điều kiện gì cũng không được. Trời cũng sập, đất cũng lở, cũng không được cưới. Ba, người mà mình đi gặp bây giờ là người đang điều hành một công ty thực phẩm rất lớn ở Hàn Quốc. Sắp tới đây họ sẽ là đối tác quan trọng trong việc làm ăn của chúng ta. Còn làm quen với người này sẽ có lợi rất nhiều trong việc kinh doanh sau này đó. Dạ. À, xin chào. Chào ông. Không ngờ ông lại tới sớm như vậy. Đường không kẹt xe cho nên tôi tới sớm. Xin giới thiệu, người bạn này là nhân viên công ty chúng tôi, đang phụ trách dự án phở ăn liền, và cũng là con rể của tôi. Rất hân hạnh được biết ông. Tôi tên là Trường. Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Chào vào cầu thật tuyệt vời. Ông nói tiếng Việt giỏi quá. À, chỉ tới đây thôi, nói nhiều hơn thì không được. Tôi có nghe nói nhiều nên biết rõ kỹ thuật làm lạnh cấp tốc mà ông giám đốc Khang đây đang nắm giữ là kỹ thuật hàng đầu thế giới. Đó cũng là bí quyết giữ được hương vị của phở mà sắp tới chúng tôi sản xuất, cho nên tôi không thể không quan tâm một cách đặc biệt. Tôi đã phải chú ý đến cấp số này công việc là thế giới 최고의 수준이라는 것을 잘 알고 있습니다. 아 과찬이십니다. 세계적인 수준이라고 하지만 한국에서는 이미 한국 사람들은 인스턴트 음식은 먹을 때도 식당에서 주문해서 나오는 음식의 수준을 요구하기 때문에 그 수준에 맞추다 보니까 이 식품 제조 기술이 더 발전하게 된 거죠. Dạ, ông quá khen. Mặc dù được gọi là kỹ thuật hàng đầu thế giới, nhưng kỹ thuật này
bên Hàn Quốc ha, đã lại khá phổ biến rồi. Sắp tới, cả ở nước chúng tôi khi sở thích ăn uống thay đổi theo nhiều hướng, thì lúc đó nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ăn liền sẽ tăng cao. Nếu vậy, kỹ thuật mà giám đốc Kang đang có sẽ vô cùng cần thiết đối với chúng tôi. 사장님께서는 맛있는 쌀국수만 생산해 주시면 됩니다. 그 제품이 소비자들한테 전달될 때까지 그 맛을 유지하는 비법은 저희가 전해드리겠습니다. 이번에 출시하시는 신제품이 베트남에서 반응이 좋으면 또 한국에도 수입해서 같이 한번 판매를 해보고 싶습니다. Nếu được như vậy thì đây quả là một việc tốt, không cần phải tranh cãi nữa. Xin ông giám đốc Khang chỉ bảo thêm cho cậu Trường đây. Không phải chỉ vì cậu ấy là con rể tôi, mà bởi vì cậu ấy có rất nhiều tài, có tài ở nhiều lĩnh vực nữa. Ông thương con rẻ quá. Nào, xin mời. Sao con về trễ vậy? Con tới nhà Thủy chào ba má cổ. Con đã qua nhà bên đó chào họ rồi hả? Con đã nói với mẹ rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng sẽ lấy Thủy làm vợ mà. Con không được cưới con Thủy. Thiệt ngoài dự tính của con, ba thì con không nói, nhưng con thật bất ngờ ngay cả mẹ cũng phản đối dữ dội đến như vậy. Đã nhắc tới chuyện này thì mẹ cũng nói luôn. Hồi đó con Vi á, mẹ không nói nhiều là bởi vì lúc đó con còn nhỏ, với lại con Vi là đứa ngoan giỏi, cho nên là mẹ cứ để đó thôi. Nhưng với con Thủy thì không thể được. Con nghe rõ chưa Khanh à? Mẹ không muốn một chút nào hết. Mẹ không muốn cũng không được đâu. Dù có chuyện gì con cũng sẽ lấy Thủy. Ba mẹ của Thủy tất cả đều thích con. Nghe nói con rể tương lai tới, cả nhà đều đối xử rất tốt. Hôm nay con vui lắm mẹ. Chắc là phải coi ngày làm đám cưới sớm mẹ. Sao lại phản đối vậy ta? Em vẫn cứ nằm suốt vậy à? Anh à, thằng Khanh nó mới qua nhà đó để chào gia đình người ta rồi đó. Cái gì? Anh đã nói tới mức đó mà nó không chịu hiểu à? Anh à, hôm nay thôi cứ kệ nó đi anh. Dạ thưa mẹ, con mới về. Vô đây con. Cực lắm phải không? Dạ có cực nhọc gì đâu mẹ. Mẹ, chồng sắp cưới của nhà mình ra sao mẹ? Mẹ không muốn nhắc tới nữa. Nhắc tới là nghẹn tới đây đây nè. Ủa? Bộ mẹ không ưng hả? Cái cậu đó là con trai của ông Cường giám đốc á. Ông Cường giám đốc là sao mẹ? Con của ông Cường giám đốc trung tâm thương mại Sky đó. Hèn gì,
Nhưng mà cái cậu đó đến đây hỏi cưới Thủy hay là Vi vậy mẹ? Trời ơi, cái con này, hồi nãy giờ mẹ nói rồi con không nghe, không hiểu gì hết sao? Ủa sao kỳ vậy? Lúc trước cậu đó chia tay với Vi, rồi vì vụ đó mà còn đi du học nữa mà. Sao bây giờ lại đòi cưới Thủy chứ? Cái người mà em dắt về nói là sẽ lấy làm chồng là con trai của ông chủ tịch trung tâm thương mại Sky hả? Người đó gia đình cũng danh giá, nghe đâu lại còn đi du học nước ngoài về nữa đó. Nhưng sao lại là đám cưới với em chứ? Tóm lại là chị muốn cái gì? Đâu có gì, tại chị thấy chuyện hai người quen nhau coi bộ cũng ly kỳ hấp dẫn quá mà. Nè, bây giờ em đang bực bội lắm, chị đừng nghĩ tới chuyện chọc tức em nha. Cái chuyện con Thủy nó đưa con trai ông Cường chủ tịch về nhà mình để nói chuyện cưới xin, tôi cũng bất ngờ thiệt. Nhưng mà cái thái độ của ông làm tôi bất ngờ hơn đó. Ông à, được đứa con rể như con trai của ông Cường chủ tịch, đáng lẽ ông phải vỗ tay sung sướng lắm chứ, sao tự nhiên mà nhảy dựng lên vậy? Tại sao tôi lại phải vỗ tay sung sướng với con trai của thứ người đó? Thứ người đó là sao? Ông bà chủ tịch hồi xưa giờ đối đãi với mình rất tốt, hay là còn cái chuyện gì mà tôi không biết nữa? Tóm lại không đời nào để cho con Thủy làm dâu nhà đó đâu. Trời ơi, ông bà chủ tịch á mà biết cái thái độ ông nhảy dựng lên như vậy á, chắc là họ ngạc nhiên lắm á. Ông ơi, coi lại đi, gia đình mình nghèo quá mà ông. Bà im đi. Còn Khanh đâu? Anh không có trong phòng ba. Không có trong phòng là sao? Con nghe cô giúp việc nói á, là anh đã đi làm sớm rồi. Nghe nói anh đi làm mà không ăn sáng phải không? Coi vậy ngoài em gái ra không ai lo cho mình hết ha. Không phải thấy anh đẹp đẽ mà mang đồ ăn cho đâu. Nếu mà anh không thấy mẹ ngất xỉu á thì hãy suy nghĩ lại đi. Con nhỏ nó không có được đâu. Thôi, nói đến đó đủ rồi. Dạo này nhìn anh làm cái gì cũng thấy ghét hết á. Anh đang làm gì đó? Còn đau lưng mà bưng mấy cái này, lỡ mà xảy ra chuyện gì tính sao đây? Anh cứ để đó đi. Để đó thì ai làm? Chỉ cần bưng mấy cái thùng này vô là được chứ gì? Đúng rồi. Mà con gái sao khỏe dữ vậy trời. Nghe nói ông chủ tiệm trái cây bị anh làm bị thương phải không? Chuyện đó đâu phải tại em, tại ông chủ tiệm sửa xe gắn máy. Khỏi nhìn cũng biết, chắc đây là tác phẩm chung của hai người chứ gì. Chà,
Bị đau như vậy rồi làm sao mà khiêng dắt cái thùng trái cây đây? Ừ. Rồi tính sao đây? Chuyện đó anh khỏi lo cũng được. Hiền nó bưng cái một mà. Bà Hiền hả? Chứ sao? Bà bây giờ hả? Kim luôn chuyện bán hàng ở cửa hàng bán trái cây á. Ai mà không biết hả? Nhìn vô tưởng hai người đó là vợ chồng không à. Không dám đâu. Bà Hiền hả? Bà ghét cái ông bán trái cây là còn hơn là cái gì nữa đó. Không dám đâu. Hai người đó hợp nhau lắm á. Thôi đi. Trưa nay bưng tôi phải qua bển. Xin lỗi người ta giùm tôi một cái. Tóm lại là đi đâu cũng gây chuyện mà. Chào chị. Bà, chị có thể dành cho tôi một chút thời gian được không? Tôi có nghe nói hôm qua thằng Khanh nhà tôi có ghé qua bên chị. Tôi cũng hiểu chuyện gì nữa. Không hiểu sao mà con gái tôi với cậu con trai của bà lại... Tôi nói thiệt, tôi rất là quý chị. Nhưng mà chuyện đám cưới của hai đứa nhỏ thì không thể nào tôi chấp nhận được. Tôi nói như vậy, chị có buồn thì tôi cũng không còn cách nào khác. Dạ, buồn là sao? Dạ đương nhiên rồi. Làm sao mà có chuyện đó được? Làm sao mà có thể có cái đám cưới đó? Nếu mà tôi là bà thì tôi cũng không chấp nhận chuyện này đâu. Đương nhiên rồi. Chị nghĩ được như vậy tôi cũng mừng lắm. Cảm ơn chị. Tôi tới hôm nay là để nhờ chị việc này. Chị làm ơn về khuyên con chị nghĩ lại giùm tôi nha. Dạ bà đừng lo. Con gái tôi để tôi lo mà. Thủy à, tất cả cũng là vì con thôi. Làm dâu ở một ngôi nhà mà người ta khác xa với mình quá thì có gì tốt đẹp đâu con. Bác không thể nhìn thấy con làm dâu nhà người ta mà bị người ta khi dễ. Thôi, con bỏ ý định đó đi. Ai khi dễ con? Nhà bên đó không ai khi dễ con hết á. Nhưng mà Thủy à, cưới hỏi là việc giữa những người ta ngang tầm phải lứa với nhau, môn đăng hộ đối với nhau. Chứ thế này thì... Thôi con. Làm gì có chuyện đó ba. Nói như ba, thì con phải tìm hiểu, phải yêu và cưới một người có hoàn cảnh giống gia đình mình sao? Nghĩ tới chuyện đó thôi là con đã ngán ngẩm lắm rồi. Ba, anh Khanh là con của ông chủ tập đoàn Sky. Chỉ cần lấy anh Khanh làm chồng là con sẽ lo cho ba mẹ tốt hơn mà. Thì im đi. Thiệt tình con không hiểu nổi tại sao ba lại cấm không cho con làm đám cưới với anh Khanh nữa. Ba, con thiệt tình bây giờ con rất muốn làm đám cưới với anh Khanh mà ba. Con không có được một công việc làm ổn định như chị Vi. Không có được một điều kiện tốt nha chị Vi. Hiện tại bây giờ con không có cái gì hết á. Ước mơ của con là được gặp một người
và lấy một người như anh Khanh làm chồng. Bây giờ mơ ước đó của con sắp thành hiện thực rồi ba ơi. Mà tại sao ba lại cản con? Gia đình anh Khanh cũng đang phản đối chuyện của tụi con nữa, mà ba mẹ cũng cản con nữa. Ba ơi, từ hồi nhỏ tới bây giờ con xin ba cái gì ba cũng cho con hết mà. Những lúc chị Vi xin ba, ba còn cản ba không cho chị Vi. Nhưng con xin ba cái gì ba cũng cho con hết mà ba. Tại sao lần này ba không chịu con một lần thôi ba? Ba đồng ý cho con lấy anh Khanh đi ba. Con năn nỉ ba mà. Ba ơi, không có anh Khanh con sống không nổi đâu ba ơi. Phải, có khi cái số dai dẳng của mình với ông Cường đã được định trước như một định mệnh rồi cũng không biết chừng. Kể từ lúc con Vi nó xuất hiện trước mặt mình, thôi thì thay ra ăn cơm đi. Rau lưng mà còn nấu chuẩn bị cơm nữa hả? Anh cứ ăn trước đi, tôi tự lo. Thôi quan đi, tôi chuẩn bị hai phần lận đấy. Tôi đã nói là được rồi mà. Tôi nói Hiền không thử nghe liền một lần được hả? À, bầu không khí đang ấm cúng như vậy tự nhiên tôi vô tôi phá đám, đúng là vô ý vô tứ. Thôi hai đứa ăn đi nha, tự nhiên nha. Chị đi à? Đi mà đi. Vậy chưa ăn cơm á, vô đi ăn luôn đi. Ăn cái gì mà ăn, bao nhiêu đó là chị hiểu ý rồi. Thôi chúc hai đứa vui vẻ nha. Chị đi à? Nha, sao không lên tiếng nói là không phải muốn ngồi ăn không vậy? Khi tôi đang ăn là tôi chả có làm việc gì khác hết á. Có chuyện gì vậy tổ trưởng? Tôi nghe nói ngày hôm qua cậu với ông chủ tịch đi gặp đại diện công ty Hàn Quốc đúng không? Dạ, chuyện đó. Ủa, sao tôi là tổ trưởng mà lại không có tôi? Dạ, em xin lỗi. Lẽ ra em phải báo cáo với anh trước, nhưng mà thật sự thì em cũng hơi bất ngờ khi được mời tham dự thôi. Có gì đâu mà phải xin lỗi cậu Trường. Vậy cậu có bàn bạc công việc với đối tác Hàn Quốc không? Dạ có. Phía Hàn Quốc họ đã đưa mùi vị của phở ra để làm điều kiện hợp tác với mình. Mùi vị à? Dạ, nếu như mùi vị của phở ngon thì họ sẽ cung cấp kỹ thuật làm lạnh cấp tốc cho mình bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu như mùi vị của phở không ngon thì họ sẽ không cung cấp kỹ thuật cho mình. Đúng là thắng bại của dự án này là ở chỗ tạo ra vị của nước phở như thế nào. Châu, uống cà phê không? Được thôi. Chuyện của Khanh
nói là sẽ cưới em gái Vi. Chắc là ông chủ tịch sẽ phản đối. Rất nhiều là đằng khác. Trong tỷ lệ các thực phẩm ăn liền, loại mì hiện nay là tăng cao nhất. Điều đó cho thấy thói quen ăn uống của người trong nước đang thay đổi. Ừ, nếu phở mình làm ra ngon thì mình có thể chiếm lĩnh thị trường này đó. Vì nghe nói kỹ thuật sản xuất phở lần này có sự hợp tác với công ty nước ngoài. Vậy là sao hả? Tin đồn lẹ quá ta. Đúng ra là ở công ty mình có kế hoạch tự nghiên cứu ra kỹ thuật sản xuất, nhưng mà làm như vậy thì tốn thời gian lắm, cho nên mình mới chuyển hướng qua hợp tác với công ty nước ngoài. Công ty nước ngoài? Vậy là công ty nào hả? À, đó là công ty... Cơ bộ đây là bí mật rồi, không nói với Vi cũng không sao mà. Ê, không sao không sao. Dù sao thì Vi cũng ở cùng một nhóm mà. Trước sau gì thì Vi cũng biết thôi đúng không? Công ty liên kết kỹ thuật với mình, đó là công ty thực phẩm CG của Hàn Quốc. Nghe nói nếu sản xuất phở với kỹ thuật làm lạnh cấp tốc mà công ty đó đang có thì hương vị của phở hầu như là được giữ nguyên. Mà nè, đây vẫn còn là bí mật của công ty, cho nên là Vi đừng có nói cho ai biết nha. Đừng lo mà. Là ông khách Hàn Quốc thường đến chỗ chú Hoàng ăn phở. Bà vô được không? Bà có uống chút rượu rồi. Bà vô đi. Con Thủy nó nói nó định làm đám cưới với con trai ông chủ tịch Cường. Dạ, con biết rồi. Con nghĩ thế nào? Bà muốn hỏi... Đám cưới hai đứa nó. Mặc dù không hiểu sao mà con trai ông Cường lại đòi cưới con Thủy. Nhưng con Thủy về làm dâu nhà đó là không được. Bà, bây giờ đã đến lúc rồi đó. Bà kể hết mọi chuyện cho con nghe đi. Chuyện ông Cường và mối quan hệ với ông ta. Được, bà sẽ kể. Mọi chuyện rắc rối từ khi con bước chân vào nhà bà. 24 năm trước, có một người phụ nữ định tự tử ngoài bờ biển, được mẹ con cứu. Rồi sau đó ít ngày, có một người đàn ông đến nói với ba là có một người phụ nữ vừa mới sanh con nhờ ba nuôi giúp. Tất nhiên là ông ta cho ba rất nhiều tiền. Nhưng mà ba không thể ngờ là đứa con đó lại là con của người phụ nữ định tự tử kia.